của nhà tạm giữ cơ sở 1. Một cú đá thẳng của Đại Bắc 1-0. Một bàn thắng ghi bàn rất đẹp từ vị trí đá phạt. Camera đây anh ơi. Cam bên này anh Đại ơi. Anh hướng về phía mặt trời. 1-0 dành cho các cầu thủ nhà tạm giữ 1. Rõ ràng là tất cả những đường tấn công đều bị các cầu thủ của hệ thống phòng ngự phong tỏa, thì cần phải có những cầu thủ làm nên những sự đột biến như vừa rồi. Và không ai khác chính là Đại Bắc ghi bàn dành. Một cú đá cũng là một bàn thắng rất đẹp dành cho cơ sở 2. Không ghi bàn thì thôi, mà khi ghi bàn thì cả hai bóng đều lên tiếng đúng thời điểm. Lần này thì Nhật Đông đã được ăn mừng. Tỷ số được cân bằng là 1-1 cho trận đấu. Gần 20 phút vừa qua, trạng thái giằng co và chúng ta phải trông chờ rất nhiều. Và bàn thắng có cảm giác như là rất khó, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Khá tốt, lính lên vào. Vừa nói xong, bây giờ thì Minh Quý đã ghi bàn. Chơi đúng kiểu là tôn tử ra cát, cứ thể hiện mình có một phần nào đó hơi yếu chút thôi. Đối thủ đã bỏ quên mất Minh Quý. Một pha bóng mà anh đã nhận được đường truyền rất trống trải của người đội Linh Lê ở cánh trái vào, giúp cho bàn tỷ số của các cầu thủ cơ sở 1 tiếp tục vượt lên một lần nữa. 2-1 dành cho nhà tạm giữ cơ sở 1. Sẽ là người thực hiện quả đá phạt này, nhưng sẽ là một tình huống treo bóng, chính xác là như vậy. Đó là một tình huống đá thẳng thành công của Nam Võ. Tỷ số cân bằng là 2-2. Có lẽ là thủ thành Duy Mẫn đã bị bất ngờ, nghĩ rằng đối phương tiền đạo số 79 của cơ sở 2 sẽ có một tình huống đánh đầu, và anh đã bắt bài không thành và nhận bàn thua. Màn rượt đuổi tỷ số của nhà tạm giữ cơ sở 1 và cơ sở 2 đang diễn ra khá hấp dẫn tại sân bóng đá sân thể thao quân đội quận 2. Khi một đội bóng lên tiếng thì đội bóng còn sút xa rất nguy hiểm. 3-2 dành cho cơ sở 1. Bình Bồi, cầu thủ va chéo số 33 là người ghi bàn. Rất lạnh lùng lần thứ 3, cầu thủ áo đỏ trắng vượt lên trước đối thủ của mình. Thì là vậy là vẫn chưa có thể thay đổi kịch bản cho cơ sở 2. Một pha tấn công rất chậm rãi, và qua đó có một cú dứt điểm lạnh lùng. Tăng ca lên em. Đấy rồi, có bàn thắng dành cho các cầu thủ của cơ sở 2. Đó là cú đúp của Nhật Đông, cầu thủ mặc chéo số 15. Một pha làm bàn bất ngờ từ hành lang cánh trái trong nỗ lực xoay sở của đội và thực hiện đường chuyền vào cho Nhật Đông. Nó đến từ vị trí số 8, hậu vệ ở cánh trái bên phía cơ sở 2. Cơ sở 2. Đó là cầu thủ va chéo số 7 Vương. Có lẽ là việc mải mê dâng cao đã khiến cho cơ sở 1 có những sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự, và họ đã để cho cơ sở 2 ghi hai bàn thắng liên tiếp. Bây giờ thì tư thế bị dẫn trước, các cầu thủ của cơ sở 2 đã vượt lên một cách rất ngoạn mục. Tỷ số là 4-3. Này đã không còn nữa, mà họ đã flashing và có những pha bóng cực kỳ nguy hiểm. Lên tiếng một lần nữa dành cho tiền đạo Vương, và tỷ số tiếp tục được nới rộng là 5-3. Lần này Nhật Đông là người đã chia bài cho tiền đạo số 7. Một ngày thi đấu mà cả hai cầu thủ số 15 và số 7 đã thi đấu rất xuất sắc, đều hỗ trợ nhau để có thể có được cú đúp, và đều có những pha kiến tạo. Cú đúp thứ hai của trận đấu, và người truyền đó là cú đúp đầu tiên Nhật Đông để cho người đội bắt chéo số 7 Vương.
hoàn thành cú đúp của mình. Bữa giờ đã là 5. Vẫn còn là Linh Lê, khỏi trong cánh phải, cơ hội. Hồng Sơn, cầu vào, đây rồi. Tưởng chừng như đã đẩy bóng thành công dành cho thủ môn Tân Phát. Tự nhiên cú đá vừa rồi là quá mạnh của Hồng Sơn. Tỷ số rút ngắn còn 4-5 cho các thủ cơ sở 1. Khoảng thời gian còn lại đủ để cho họ kỳ vọng có thể đưa trận đấu về trạng thái cân bằng. Mặc dù quý thời gian còn rất ít, bạn đang đến đúng thời điểm mà chúng ta kỳ vọng sẽ là một trận đấu diễn ra hấp dẫn trong những phút còn lại. Vừa rồi thì các cầu thủ tiền đạo của cả hai đội cơ sở 1 và cơ sở 2 phút bóng dài. Và lúc này thì trọng tài cũng đã thổi còi để khép lại trận đấu của các cầu thủ cơ sở 1 và cơ sở 2. Trận đấu giao hữu vũ nội bộ bờ Tất Điền của nhà tạm giữ 2023. Lối cực sau thành công cho cơ sở 2. Xin chúc mừng và xin cảm ơn hai đội bóng đã bàn đến trận đấu này. Cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Xin chúc cho quý vị cũng như là các thành viên của nhà tạm giữ một năm mới ở phía trước sẽ có nhiều thành công và sức khỏe cũng rất tốt. Còn bây giờ tôi sẽ phải nói lời chào tạm biệt và gặp lại những trận đấu tiếp theo.